Yêu cầu sầu tiếng hiệp hồng thì chắc để tương lai quá hả? Ờ, sầu tiếng hiệp hồng được không ạ? À? Yeah! Dạ, thầy đúng hiệp hồng, dạ. Em thấy là cỡ nào chứ còn bolero là khán giả cứ nghe hoài vậy đó. Nghe hoài là đúng rồi, nhưng mà cái bài này hồi xưa là Cúc Vũ có thâu rồi. Nhưng mà cái hát với là Giao Linh rồi. Nhưng mà lâu quá chị Giao Linh không có về đây. Anh nữ không biết, còn nhớ không? Cái chuyện này là quý vị bảo đảm nha. Ok, sầu tiếp theo bộ rồi. Dạ, cho em rê nha anh Cao Anh Trọng. Dâng lên tiếng biết bao giờ cho phai.
Bên bo. Nhưng mà hai chị em có hai chú cháu thuộc có mấy bài rồi. Mà em còn cái này là chết bà luôn. Không lấy là chơi gì hai đứa nhận ra đi. Dạ. À, bởi vì xin tại vì chú hát với cháu còn trẻ, chú lớn rồi nên là có yêu cầu thì chú xíu chú phải vô chú dò bài. Cháu dò, dạ đúng dò. Nên là xin dò, nó làm giống dĩ số gì chú. Dạ, người Việt Nam là đặt xem bài lại bài là kêu là dò bài. Dạ. Dạ.